Thì bây giờ Trung sẽ tổng kết lại đó, Transplant DeFi nó có những cái gì để mọi người có thể nắm bắt kỹ hơn. Thì cái thứ nhất, Transplant DeFi là một mô hình gây quỹ cộng đồng, của cộng đồng và vì cộng đồng. Thì cái ý này nó có mang ý nghĩa là cái gì? Thì đây là một mô hình góp vốn cộng đồng, nó không có đem tiền mình đi đầu tư. Nó rõ ràng mô hình này không có đầu tư, không có nói là câu chuyện đào hay là công chuyện gì hết. Thì thằng Tronplus này nó show thẳng hết ra cho chúng ta thấy đây là một cái mô hình quỹ cộng đồng và mọi người góp vốn cộng đồng và sau đó nhận cái sự hỗ trợ cộng đồng càng phát triển lớn mạnh thì chúng ta sẽ nhận được cái sự hỗ trợ lâu dài bền vững và chúng ta có thể theo dõi được quỹ này trên smart contract. Cái việc mà chúng ta muốn tiếp tục tái hỗ trợ, tái góp vốn hay là chúng ta muốn rút á là do chính mình quyết định, do chính cộng đồng và được thiết kế qua vì cộng đồng theo mô hình hỗ trợ vay vốn B2B. Cái điểm thứ hai là chúng ta cần lưu ý á, là min để bắt đầu đầu tư vào dự án này chỉ tốn 500 tron thôi. 500 tron giờ nó chỉ có đâu là 3-400 ngàn thôi. 1 ngàn tron bây giờ như là 700 ngàn. Đó. Phí rút là 5 tới 10 tron. Lãi tỉnh hàng ngày chúng ta sẽ nhận về là 1.2% trên ngày. Tổng là 216%. Nếu là một nhà đầu tư đơn thuần chúng ta không làm gì hết. Chúng ta đầu tư 100 ngàn tron vào dự án này thì mỗi ngày chúng ta sẽ nhận 1.2%. Đó, và nhận trong vòng 180 ngày nhận tổng là 10.000 tron, nhận tổng là 21.600 tron. Đó, chúng ta có thể xem đây là một cái kênh đầu tư. Cái thứ ba, ý thứ ba là đối với anh em leader làm hệ thống phát triển cộng đồng thì max out chúng ta chỉ nhận về là 360%. Nhưng mà chúng ta có bốn cách để nhận tiền nhanh hơn so với một nhà đầu tư đơn thuần. Thì cái việc này giúp cho cái dòng tiền nó được xoay chuyển luân hồi liên tục, nó xoay vòng liên tục, nó đảm bảo cái vốn nó luôn tăng trưởng mà không bị rút ra. Khác với một số dự án khác nó có lãi quá cao hoặc là những người làm hệ thống họ chỉ cần đầu tư một lần với cái số vốn rất nhỏ mà họ cứ rút 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 hoài thì cái quỹ nó bị thủng. Nó cái nó quỹ nó không được bổ sung, nó sẽ bị thủng. Thì cái mô hình này á, anh muốn rút được nhiều tiền thì một là anh phải tái đầu tư lớn, hai á, anh phải giúp cộng đồng xây dựng và phát triển cộng đồng càng lớn mạnh để cái quỹ nó được góp vào được phát triển lớn hơn. Thì với cái cơ chế vận hành này, với cái chính sách mà hỗ trợ cộng đồng theo mô hình của Tronplus này á, thì mình tin chắc rằng á, cộng đồng nó càng ngày càng phát triển, quỹ nó càng ngày càng tăng trưởng. Tại vì mình thấy với cái cơ chế này cái đầu vào lúc nào nó cũng phải lớn hơn đầu ra đó. Đó. Còn nếu mà trường hợp mà tất cả mọi người cùng rút á, thì nó phải mất thời gian khoảng 30 ngày. Đó. Cái tổng cộng 216% ở đây á là chúng ta nhận trong vòng 180 ngày là 6 tháng. Nếu mà chúng ta nhận 100% á, thì nó mất là 3 tháng. Thì trong 3 tháng đó là anh em làm hệ thống của chúng ta đủ thời gian, đủ điều kiện để mà có thể phát triển ra một cái cộng đồng mới đó, để mà hỗ trợ lại ngược lại vốn cho những cộng đồng này đó. Khi cộng đồng này người ta rút đủ cái lời thì người ta muốn tái tiếp người ta tái, còn người ta không tái thì người ta có quyền dừng. Nhưng mà có lời, cộng đồng phát triển mạnh, vị vốn tăng cao, cộng đồng ngày càng lớn thì chắc chắn cái mô hình này nó sẽ đi rất là dài, rất là bền, rất là xa và thông tin nó được minh bạch hết, mọi người có thể theo dõi được hết. Thằng này hay nha, ý tưởng của đội founder, đội admin dự án này rất là tốt đấy. Cái thứ tư là Tronflet DeFi chạy trên nền tảng smart contract của Tron đã được xác minh uy tín, rõ ràng, minh bạch và bất biến. Thì chúng ta tự tin đi đầu tư và chia sẻ. Thì dân chuyên công nghệ, dân có kiến thức cho họ check thoải mái cái smart contract của mình. David và team Fedex mình cũng biết check phần nào về smart contract. Khi check xong chúng tôi rất là tự tin về cái code đã được xác minh này. Là code này rất là rõ ràng, minh bạch và nó chơi rất là fair play với cộng đồng nhà đầu tư. Chưa có một dự án nào mình thấy nó show hand như vậy. Cuối cùng cái ý cuối cùng á, nó có rất là nhiều cái hay thì David chỉ tổng kết lại năm cái ý chính thôi. Thì mô hình quỹ DeFi nó sẽ là trend tài chính mới trở về với sự thật trần trụi, là chơi fair play, show thấy rõ ràng hết dòng tiền. Thì tóm lại cái thằng Tronflet này nó là một mô hình, một quỹ tài chính cộng đồng. Đó, và do chính cộng đồng quyết định mà tất cả mọi thứ nó được show hand, được show hết trong smart contract. Dòng tiền tài chính đầu vào đầu ra chia sẻ như thế nào, code như thế nào được show hết. Chúng ta có quyền check, chúng ta có quyền kiểm tra và chúng ta cảm thấy nó hợp lý, công bằng. Và anh em leader có thể làm được thì chúng ta join vào. Còn nhà đầu tư cảm thấy mình có lợi từ cái mô hình này thì chúng ta sẽ đầu tư vào vậy thôi. David cùng với team Ferret của mình á, mình tìm hiểu kỹ về thằng DeFi này á, Tronplus DeFi này, mình thấy nó tạo ra cái hiệu ứng rất là lớn. Nó và cộng đồng đang đổ dồn về Tronplus. Nó các leader lớn, các leader giỏi đổ dồn về Tronplus, cộng đồng quốc tế, cộng đồng Việt Nam, các leader lớn đang đổ dồn về Tronplus và những chiến lược đi, những cái lộ trình của Tronplus nó có lộ trình đi xa bền vững và nó có chiều sâu, dự án có chiều sâu chứ không phải là dự án bình thường giống như các nền tảng
huy động vốn cộng đồng mà chúng ta thường thấy, mà chúng ta đã trải qua trong năm 2020 này, thì tôi tin chắc rằng mô hình Transplus sẽ là một trong những mô hình quỹ vốn cộng đồng đi xa bền vững và giúp anh em Việt Nam cũng giống như là cộng đồng quốc tế có thể tạo ra thu nhập ổn định, thụ động lâu dài đó, và chúng ta có thể tích lũy được nhiều tron hơn, gia tăng số lượng tron hơn trong cái thời điểm trend của DeFi, trend của coin đang tăng giá. Đó. Thì cái phần chia sẻ của David cũng giống như là Team Firex về dự án Transplus này đến đây là kết thúc. Thì xin chúc tất cả mọi người có thể tích lũy được nhiều tron hơn thông qua cái mô hình Transplus này và xây dựng phát triển cộng đồng lớn hơn, tạo ra một nguồn thu nhập thụ động lớn. Và xin chúc cho Transplus đi xa, đi bền vững để anh em ai cũng có thể thắng và có thể dẫn đầu trend thị trường và kiếm được thật nhiều tron. Xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại mọi người ở những cái video hướng dẫn tiếp theo.